Hello. Dạ hai vợ chồng biết đây là. Ừ. Thế giới năng rồi. Giờ mình đang chinh phục chùa Đồng. Ai nhìn ra con gì đeo nhỉ? Còn đây chứ. Đấy, này, đẹp. Đấy, bạn tạm đi đi, tôi quay. Hôm nay là mình đang đi chùa Đồng các bạn ạ. Thời tiết này rất là đẹp. Khách vẫn đang về Yên Tử rất là đông. Chậm 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 chậm. Slowly, slowly. Chậm đợi bố bà. Nóng, anh neo thì không nóng gì. Đường Trúc đẹp không? Quá đẹp. Cất màu gì vậy? Chính là nó xin đấy nhá, không phải là có thế này lái xe ghế cô đâu. Thôi nhá. Đông rồi. Thôi nhá. Đi đi. Đi đi quay à. Cảm giác nó mờ mờ nhỉ. Ôi sao cắp quá. Là cáp đấy. Nó xuống nhá, hai đường đâm vào nhau. Tuyệt vời. Chưa. Và chưa nghỉ à chị? Nóng thế. Mọi người chùn chân vẫn muốn trèo à? Mệt quá. Đây là, đây là đây nghỉ.
Thúy đấy à? Ôi. Chùa à? À, anh lên chùa tí. Ôi, leo tí nóng thật. Nóng chứ, hôm nay nắng nóng mà. Hay vắng nhỉ? Vắng luôn. Buồn luôn. Anh lên tí nữa nhá. Go up, go out this way. Go down this way. Why? We're going up to the pagoda. I go up. Yeah. Yes. Thank you. Tiến gì? Sao lại thay cái gì lần đấy vậy nhỉ? Em muốn ngồi cho cao một đấy. Được gì? Đây xin giới thiệu với toàn thể mọi người, đây là bức tượng đồng vua Trần Nhân Tông nặng 138 tấn, được kỷ lục Đông Nam Á ghi nhận là mức tượng đồng lớn nhất, tọa độ cao hơn 900m so với mực nước biển nhé các bạn nhé. Về yên tử chiêm bái tượng đồng tỏ lòng thành kính đến công lao to lớn của đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một cái trải nghiệm vô cùng quý giá. Bạn mẹ đậu đang vắt lưỡi. Chào các bạn.